bữa nay sinh nhật chị Như nha các bạn. Còn số 0 nữa biết không? Thành số 10. Còn mở ra cho bà nội vậy. Cái này sinh nhật ai cho mày? Chị Như chứ không phải chú Văn hả? Từ từ thôi. Rồi đưa vô phía trong kìa, vô phía trong kìa. Đón đầu đốt đốt đèn cày lên cái tắt đèn cái con hát nha. Thôi con lại đó ngồi đi. Ngồi xuống. Khoan từ từ để bà nội. Cầm cái cây đó lên. Cầm lên. Rồi hát đi. Hát. Kìa, coi trên mấy cầm kìa. Rồi, ngồi xuống hát, mau lên. Đâu có bông mà, đâu có bông sinh nhật mà. Thấy chưa? Rồi, hết rồi. Thấy không? Rồi, bắt đầu hát đi. Rồi con bỏ xuống đất đi nè mày, để đó nóng á, phỏng á. Rồi vậy bỏ xuống đi. Rồi hát đi mau lên. Hát đàng hoàng. Hát vừa hát vừa vỗ tay. Hát xong mới khỏi đàn cày, đốt lại. Chưa gì hết nè. Rồi, hỏi đèn cày. Hay quá, rồi mở đèn lên. Hay quá. Rồi, chuẩn bị là chẻ bánh kem đó nha. Kìa, dao nè Mỹ cầm kìa. Rồi, con cầm dao con cắt ra đi. Nghe không? Rút cái số 10 lên trước. Rồi, chỉ để chị Như cắt sinh nhật chị Như mà. Rồi chắc được mấy nhỏ đó. Chụp cho nó mấy cái hình, nãy giờ chưa chụp cái hình nào. Rồi được rồi, được rồi. Ngon không? Nhật 10 tuổi ráng học giỏi nghe không? Năm xuống nữa kìa.
cái em mời ông Năm kìa. Đây là trăm mấy ngồi xuống, ngồi xuống. Bánh bự dùm dạp. À, nghe tốt á.